còn bay đây bên đây là cặp loa Sony SS377. Em đã có làm lý test của cặp loa này rồi. Bây giờ mình sẽ nói về trọng tâm các amply nha. Amply Pioneer SA8825 mã này đã quá nổi tiếng, có rất là nhiều bài đánh giá và review về sản phẩm này rồi, nên em không cần quảng cáo nhiều về nội thất nữa. Các nào cần xem tính nguyên bản nguyên zin của cái nội thất thì cứ liên hệ vào Zalo 0931008099, em sẽ gửi hình ảnh chi tiết chụp từng góc cạnh cho mình xem để mình đánh giá hết được khách quan về độ nguyên bản nguyên zin của amply này. Bây giờ mình sẽ nói về ngoại hình nha. Đây em sẽ quay gần cho các anh xem, ngoại hình rất đẹp, đẹp xuất sắc luôn. Mặt vàng là phê nhôm, size của nó là 43 cm, tức là chiều ngang 43 cm nha, hậu sâu 38 cm. Đây là nút bố vơ, nút nguồn, đây là chỉnh bát, chỉnh trép. Mình dặn càng lớn thì bát càng nhiều, trép càng nhiều. Và bên đây là tần số từ 100 đến 400 kHz. Các anh nào muốn bát nhiều hay ít thì mình cứ dặn tần số hẹt mình mong muốn. Cũng giống như bên bát thì bên trép cũng vậy. Đây là dặn bát, dặn trép lớn hoặc nhỏ. Và đây là tần số của chỉnh trép. Chính giữa này thì mình có tông, nếu mình dễ ớt thì mình không có chỉnh được bát trép nha, mình phải vặt on. Phía dưới này thì có chế độ loud net để nghe nhạc vàng. Đây loud net nè, cho chất lượng âm thanh hay hơn. Nó giống như là tăng thêm super bass siêu trầm và còn rất là nhiều tùy chỉnh khác. Ở đây là chuyển ngõ, phono là mình nghe mâm thang, tuyệt đối không ghim lo vào ngõ này. Vì chế độ mâm thang á, mình nghe lo đánh bass là sẽ hư amply. Mình tránh ngõ phono ra, khi nào mà mình sử dụng đĩa thang á, thì mình mới ghim nha. Amply này đánh được hai kênh A, B, A cộng B, nó nôm na là được 2 lo hoặc 4 lo một lúc. Chỉnh ba lăng, chỉnh lót nét và nhiều tùy chỉnh khác. Bây giờ quay một lần nữa mặt amply cho các anh xem nha. Chiều cao là 15 cm, size 43, công suất là 150W, đánh A B, A cộng B, hỗ trợ cho lo từ 4 ohm cho tới 16 ohm. Em đang test lo ở kênh nè. Pioneer 8825 mã 150W, hàng nội địa Nhật, điện 100V, vui lòng đừng cảnh nhằm 220. Nếu có nhu cầu mua đổi nguồn càng trung dài thì liên hệ em, còn chuyển đủ 100% tặng cho các anh cục đổi nguồn, về mình khỏi cần mua nữa. Còn chuyển cọc là em không tặng nha, cọc trước giúp em 1 triệu, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện, bên em bán hàng không bao ship. Trừ ngõ phono ra thì còn lại mình ghim ngõ nào cũng được hết. Đây là tổng thể mặt sau. Lưu ý giúp em một lần nữa, hàng Nhật, điện 100V, vui lòng đừng cắm nhầm 220 nha. Chất lượng amply này thì quá ok rồi, khỏi miễn bàn rồi. Chỉ cần mình thích là mình mua thôi, còn ngoại hình này rất đẹp. Bây giờ mình mở lớn volume, mình nghe nhạc nha. Còn các anh nào tham khảo ngoại hình hay nội thất phía trong á, những con sò Toshiba hay là những tăng phô hay gì đó, thì cứ vào Zalo em gửi hình cho mình thêm xem cho kỹ trước khi mình mua. Địa chỉ bên em là 274 Lý Thế Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Số điện thoại cũng như Zalo là 0931008099, ship hàng toàn quốc qua bưu điện. Ship code thì cọc trước giúp em 1 triệu, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện, hoặc chuyển đủ 100% em sẽ tặng cho anh cục đổi nguồn trị giá 200.000, tùy các anh lựa chọn. Nãy giờ mình nghe nhạc vàng rồi thì bây giờ em sẽ test nhạc sôi động cho mình tham khảo nha. Thử thách giúp con lớn khôn. Sữa cô gái Hà Lan. Bà đăng giúp em.